TBD thì biến động nó cũng hơi mạnh, một thứ hai là nó đang đeo trend rõ rồi bạn ạ, đeo trend thì mình cũng không khuyến khích lắm đấy. Mấy ông bắt đáy thì ở đây thì ok, nhưng mà chúng ta làm sao mà đủ tự tin vào bắt đáy, và nhìn bắt đáy kiểu này nó có giống kiểu này không, giống kiểu này không, và kiểu này bắt đáy thì lại thua này đấy, đoạn này bắt đáy thua này, đoạn này bắt đáy thì ăn, đoạn này ăn đấy. Nên là những cái con mà nó như BBD thì mình không khuyến khích lắm, bởi vì nó đeo trend dài rồi đấy, và nó bán rất là nhanh nhá, anh em nhìn thằng BBD nhá, có những đoạn nó bán rất là nhanh, đây này, bán một phát là cây 3%, sau đi ngang lại bán tiếp đấy, xong lên hồi lên được một tí xong lại bán. Đây chính là cái kiểu tính cách của cổ phiếu mà nó gì, nó vào đao chen và nó chỉ hồi lên được một tí, và mọi người phải để ý nhá, cái nhịp hồi này chính là nhịp hồi của nhóm dầu khí hoặc là nhịp hồi của thị trường đấy. Giống như là anh em thấy gọi là đang làm ăn ngon ngon một tí, nhưng mà những ông yếu thì ông chỉ lên được vài vài đợt nhỏ thôi, còn những ông mà thực sự kiếm được nhiều tiền ấy trong cái sóng lớn ấy, thì ông ấy sẽ là tăng lên rất là mạnh, kiếm rất nhiều về luôn, chứ không phải là giảm giảm thì mạnh mà lên thì yếu như thằng PVD này. Thì PVD thì mình không không khuyến khích cho anh em đâu nhá, PVD lên tránh. Nếu mà bạn có hàng thì bạn nên canh bán đi, đừng mua mà nên mua những con mà nó đang ở trong giai đoạn mà uptrend ấy. Đấy, anh em những mã này anh em mà kiếm ấy, chỉ kiếm được khoảng khoảng 5% 10% thôi, nhưng mà những cái mã uptrend anh em kiếm thì nó sẽ được rất là nhiều. Rồi tiếp theo sang nhóm dầu khí, là dầu khí yếu nhỉ, hôm trước PBS lên được một tí, hy vọng dầu khí đoạn này nó hồi lên một tí cho anh em, bởi vì cũng một số anh em cũng đang hỏi dầu khí, khả năng là cũng nhiều anh em chơi dầu khí. Dầu khí cũng không có gì lắm, chưa có sóng đâu. Đây là Pau này, Pau đao chen này này, Pau bắt đầu vào đao chen rồi, anh em nên tránh nhá, tránh mấy con như này ra, đợi lên mà chốt thôi. Đấy, nhìn chung là thị trường nó như vậy nên là mình chơi nó hơi khoa. Đấy, anh em xem có mã nào hay, có hiên kế gì không, người xem có hiên kế gì không đối với thị trường như này, khá là ảm đạm đúng không, mọi người thấy khá là ảm đạm đấy. Chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi mọi người ạ, vẫn phải chờ đợi thôi, cơ hội nó sẽ đến bất cứ lúc nào và nó sẽ bất ngờ, có thì chúng ta mua, không chúng ta đứng ngoài. Để nhận thêm nhiều cổ phiếu lướt sóng và có khả năng tăng giá ngay trong vài phiên, quý vị hãy làm việc trực tiếp với tôi qua thông tin liên hệ ở trên màn hình.